Phụ nữ chúng mình chỉ có một thời thanh xuân mà thôi, tuổi trẻ sẽ trôi qua thật nhanh, chưa kịp đẹp đã già. Cũng như bà hay mẹ của bạn, bây giờ họ không còn nói nhiều về sắc đẹp nữa. Họ không còn quan tâm nhiều đến việc trong mắt mọi người mình có xinh đẹp không. Còn chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian cho chính mình, chỉ có một thời để đẹp mà thôi. Để năm hay 10 năm nữa chúng ta có thể khoe với con với cháu và tự hào rằng mẹ đã từng một thời đẹp như thế. Vì thế mà trên thị trường hiện nay thì Kem Demejine đang là chân ái của các chị em chúng mình đấy. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu thêm về dòng Kem Demejine ở video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Demejine chính hãng là sản phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc, là một dòng kem có khả năng dưỡng ẩm, chăm sóc da, tái tạo da, trị mụn cho da và cũng là giải pháp hoàn hảo giúp khắc phục các nhược điểm, từ đó làm làn da cân đối, mượt mà và khỏe mạnh hơn. Đồng thời với công nghệ Dianabo vượt trội, giúp trẻ hóa da vùng mặt gấp 2 lần và bảo vệ da tránh những tác nhân gây hắc tố. Hơn nữa Kem Demejine còn giúp cân bằng độ pH và làm bật tông cho làn da trắng hồng, mềm mại hơn nữa. Ngoài ra, Kem Demejine giúp làm mờ các vết nám, tái tạo da nhanh mà không gây hại cho da. Để có được những công dụng vượt trội như trên thì Kem Demejine có một bảng thành phần vô cùng lành tính cho da như Titanium Dioxide, giúp da tạo một lớp màng có tác dụng như một hàng rào để bảo vệ da. Đặc biệt là lanolin hay còn gọi là mỡ cừu được xem là thành phần rất được ưa chuộng để chăm sóc các làn da khô, cải thiện tình trạng bong tróc, thô ráp. Ngoài ra còn có các thành phần khác như vitamin E, glyceryl monostearate, beeswax, berberry. Đặc biệt là sản phẩm này có thể phù hợp với mọi loại da và không gây ra tình trạng kích ứng khi sử dụng nữa. Kem Demejine hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán Kem Demejine hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.